khi khách hàng mua một chiếc xe qua sử dụng thì lưu ý đầu tiên thì khách hàng nên xem sơ qua về cái chất lượng của xe. Thứ nhất là về ngoại thất và nội thất. Thứ hai điều cần quan trọng nhất nữa là cũng xem cái năm sản xuất của cái xe là năm bao nhiêu, có phù hợp với túi tiền và khả năng tài chính của mình hay không. Cái thứ ba nữa là nên có một người chuyên về rành về xe để xem thứ nhất là về máy móc, thứ hai nữa là km đã sử dụng nó có đúng thực với thực tế hiện tại mà mình đang xem hay không. Thứ ba nữa là về các cái khung gầm, rồi dàn chassis, dàn đồng, rồi điện đèn còi ở bên trong xem nó có hoạt động tốt hay không. Và khách hàng nên lái thử chiếc xe đó trước khi quyết định mua. Nên đến chính hãng để xem xe và lựa chọn xe sẽ là một cách lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Bởi vì chính hãng thì họ có một cái quy trình thu xe vào và bán xe ra theo quy trình của tiêu chuẩn, thì như thế thì nó sẽ đảm bảo về cái chất lượng còn lại của chiếc xe hơn là đối với những salon bên ngoài và những cái thị trường cho nổi ngoài ở trên các diễn đàn. Thêm nữa là khi mua xe qua sử dụng thì ở trong chính hãng thì anh có được cái chế độ hậu mãi bảo hành chu đáo từ chính hãng đó, thì cho nên là cái tâm lý của mình nó sẽ an tâm hơn là anh mua xe salon ở ngoài, hoặc là mua ở ngoài thì dạng giống như là khách hàng mình giao dịch dân sự với nhau thì giống như là mua đứt bán đoạt, thanh toán tiền là xong, không còn trách nhiệm nữa. Thì còn đối với hãng thì khi sau khi anh đã mua xe về anh chạy rồi thì hãng vẫn còn có trách nhiệm bảo hành cho anh trong 1 năm hoặc là 12.000 km tiếp theo để anh an tâm anh sử dụng chiếc xe đó. Vâng, thưa các bạn, những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình Xe và Thể thao lần này. Hãy đồng hành cùng với tôi trong mỗi chương trình để có thể khám phá thêm về thế giới xe vô cùng màu sắc, hấp dẫn và thú vị. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại trong các số lần sau.